Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, sau đúng nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh trường tồn của đất nước ta dân tộc ta khích lệ cổ vũ động viên định hướng toàn đảng toàn dân toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của đảng tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 có 13 của Đảng, Tiểu ban Kinh tế Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, để trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này